Em xin chào tất cả quý khách hàng, chào các bạn, các anh, các chị. Hôm nay em quay trước Zoetia Z8 năm 2018. Chiếc xe này là chạy được 6,3 vạn, đăng ký vào tháng 7 năm 2018. Có nghĩa là bảo hành thì vẫn còn 1 năm nữa. Hôm nay bên em cũng lâu rồi có chiếc xe màu trắng để chào bán đến quý khách hàng. Chiếc xe này thì về cam kết khách hàng là chưa đâm ma quệt gì cả, chiếc xe còn rất là đẹp, còn bên mình chỉ có đánh bóng qua thôi. Em quay cho các bác xem. Chiếc này khách hàng của em đã sơn bộ mâm màu đen rồi. Giờ thì Z8 này thì rất thân thiện với khách hàng tại thị trường Việt Nam. Thì bên em cung cấp cũng rất là nhiều rồi, thì rất lâu rồi bên mình mới có một chiếc xe để chào bán đến quý khách hàng. Chiếc xe này là chạy được 6,3 vạn, với giá thì bên em đang chào bán là 558 triệu, bên em bao biển luôn. Em xin đọc lại về chế độ an toàn của chiếc Zoetia Z8. Zoetia Z8 thì nó có cân bằng điện tử SCB, dừng đỗ khẩn cấp BA, hỗ trợ khải ngang dốc, kiểm soát lực kéo TCF, phanh tay điện tử auto hold, phanh tay điện tử EBD, kiểm soát lực kéo TCF, chống trơn trượt, có cả đồ đèo. Zoetia Z8 sử dụng động cơ Mitsubishi tăng áp 2.0 turbo các bạn nhé, động cơ là Mitsubishi. Cho mình 188 HP, mô men xoắn là 350 Nm. Khách hàng của em cũng rất là chú trọng, có lắp thêm một bộ cản phía trước phía sau, trị giá nó cũng rơi tầm khoảng hơn 2 triệu rồi. Em xin che bớt cái logo đi, tại vì hãng bên chủ xe cũng đã độ logo khác, thì anh em phải dán lại. Về option về túi khí thì là 6 túi khí và 8 điểm nổ. Thì bên em cũng đã giới thiệu rất nhiều rồi. Các bác có thể xem lại, các anh chị có thể xem lại ở nhiều kênh em đã nói rất nhiều về thông số kỹ thuật. Vì Z8 rất an toàn, trọng lượng công tải nó là 1,8 tấn. 1,810 tấn, rất là nặng. Thêm một lát nữa em sẽ vào quay nội thất. Parking sensor thì đằng trước và đằng sau đều có cảm biến. Mỗi đằng trước 4 cái và đằng sau là 4 cái. Mâm là mâm 19 inch. Hệ thống đèn LED full LED toàn bộ luôn các bác, LED đằng sau và LED đằng trước luôn. Chiếc xe đã được dán kính 3M rồi. Bên em để số điện thoại ở dưới, cũng như là khách hàng các bác quan tâm thì các bác để lại số điện thoại ở dưới để bên em sẽ liên hệ. Hoặc các bạn bác qua 378 Ngô Gia Tự, quận Long Biên để các bác xem xe và chạy thử. Rất đẹp các bác. Một chiếc xe theo như cảm nhận của em còn rất là mới. Bây giờ em sẽ quay cận cảnh để quay vào xong nội thất để các bác xem. Mâm là đã được sơn đen tuyền rồi. Vào nội thất các bác nhé. Đây các bác nhé, về nội thất thì khách hàng của em cũng đã rất chú trọng. Dán vân gỗ rất là đẹp. Đây các bác nhìn thấy vân gỗ rất đẹp. Mà đặc biệt là chiếc xe chạy từ đăng ký từ tháng 7 đến bây giờ là vừa tròn 2 năm. Đấy, nhưng các bác nhìn thấy là những lớp da ở đây, giả da đây hầu như là vẫn còn rất đẹp, gần như là mới đến 90%. Chứng tỏ là chất liệu của xe Trung Quốc, chiếc xe này liên doanh với Mitsubishi, thành ra là chất lượng nó khác rất là nhiều. Nó không còn như là những chiếc xe Trung Quốc cách đây 10 năm nữa, thành ra là các bạn và quý khách hàng các bác hoàn toàn yên tâm.
Ngoài option của chiếc Joyety Z8 thì ghế lái là chỉnh điện và ghế phụ cũng là chỉnh điện rồi. Hệ thống là 6 túi khí. Ghế phụ cũng chỉnh điện. Ghế phụ chỉnh điện nhưng mà trên thân ghế thì vẫn có một hai nút điều chỉnh nữa để người ngồi phía sau có thể điều chỉnh cho hàng ghế phụ phía trước. Đây, các bác là khách hàng của em giữ cũng rất là cẩn thận. Các bác nhìn với táp lô phía trước. Các bác nhìn táp lô phía trước vẫn còn nguyên vẹn, hầu như là chưa có hiện tượng gì là lổ. Các bác nhìn rất đẹp, chi tiết khai hàng đi cũng rất là dữ. Động cơ Mitsubishi thì chắc là các bác không phải suy nghĩ nữa rồi. Đây, em quay những ghế phụ các bác này, cũng đã 2 năm rồi nhưng mà ghế thì vẫn còn căng. Đây, các bác nhìn thấy ghế thậm chí chưa một nút nào là có độ bị nhún cả. Hệ thống là 6 túi khí, có cửa sổ toàn cảnh panoramic rất là to. Rất thuận tiện với những chuyến các bác đi picnic để ngắm bầu trời sao. Đây các bác này, khách của em chạy được 6 vạn 3. 6 vạn 3 đăng ký tháng 7 2018. Đấy, nhưng các bác nhìn thấy trên vô lăng hầu như là vẫn còn nguyên, chưa có hiện tượng gì là lổ bất cứ chỗ nào cả. Theo cảm nhận của em thì còn rất là mới. Các bác nhìn rất là đẹp. Tự động bật đèn khi trời tối, tự động gạt mưa. Option này là bên em đã tặng cho khách hàng Google tiếng Việt và đã có tiếng Việt rồi. Các bác về chỉ việc dùng thôi. Đã có tiếng Việt rồi các bác nhé. Đấy. Dẫn đường, chỉ đường bản đồ Việt Nam. Đấy, các bác nhìn nào. Rồi thì những vân gỗ này rất là đẹp. Đây, còn đây là đấy, các bác nhìn này, rất là đẹp. Chống trơn trượt đổ đèo. Hộp số rất là đẹp. Đấy, bây giờ em sẽ quay phía dưới. Còn về option này thì các bác cũng đã biết nhiều rồi. Có camera 360 thì cũng có cả camera 360. Đây là chế độ kích hoạt 360. Đấy, em kích hoạt các bác này. Có camera rồi. Khi vào siêu thị các thứ nó rất thuận tiện đó các bác. Mà nhất các bác mà mới chạy xe lần đầu thì đi chiếc xe này thì không phải suy nghĩ. Thứ nhất rất an toàn, bảo vệ gia đình mình, bảo vệ mình luôn, không sợ va đập bất cứ một chiếc xe nào cùng tầm tiền cả. Rồi em quay xuống dưới các bác nhá. Các bác nhìn thấy đây là phía đằng sau. Các bác nhìn em quay rất cận cảnh từ đằng sau. Hệ thống ghế ngồi đằng sau thì nó cũng rất nhiều chỗ để đồ, để nó ốp lì cả. Đấy, các bác nhìn này. Đấy, và chưa có vết xước sát gì cả. Chiếc xe hầu như là nó rất là mới, tại vì phụ kiện nó không xuống nhanh như các bác tưởng đâu, thậm chí còn tốt hơn rất nhiều xe của thị trường tại Việt Nam. Đấy, em quay phía sau, các bác nhìn thấy những hàng ghế phía sau. Đấy, các bác nhìn em quay quận cảnh cũng rất là đẹp. Khách em đã có bộ thảm 5D đây rồi. Và chiếc xe này thì nó kéo được cả ghế các bác nhé. Kéo cả ghế. Các bác có thể ngồi đằng sau kéo ghế lên. Và cái ghế này ngả được 45 độ luôn. Các bác ngồi đường trường rất là thích, không sợ là mỏi mệt đó. Đây, Hưng kéo xuống cái gì? Kéo xuống, đúng rồi. Đấy, đấy bác ơi, nó ngả được luôn. Để nó dựng lên nha. Ok rồi, để các bác xem. Nó ngả được này rất thuận tiện mà điều hòa hai vùng rồi. Đấy, các bác thấy điều hòa hai vùng. Đây. Điều hòa hai vùng mà giữa này cũng có cả thẻ nhớ này.
các thứ, sạc điện thoại các thứ thế này rồi. Đấy, điều hòa hai vùng. Các bác thấy rất là đẹp. Đấy, em ngồi phía sau em quay khoang lái phía trước để các bác được tiện xem. Rất đẹp các bác. Tuyệt vời luôn. Xe còn rất là mới, mặc dù chạy 6 vạn 3, khách hàng rất là gìn giữ. Thì em nghĩ là chất lượng nó bây giờ rất ok rồi. Đấy, các bác thấy không? Tuyệt vời. Các bác để lại số điện thoại ở dưới hoặc các bác liên hệ với bên em. Chiếc xe thì đang ở 378 Ngô Gia Tự. Em mời tất cả các bác qua chạy thử cảm nhận. Để em quay qua dưới cốp cho các bác xem. Để các bác, mặc dù hàng ghế thứ hai cũng chưa có lồi lõm gì cả. Đấy, hàng ghế thứ hai cũng chưa có nhăn nhúm gì cả, rất là đẹp. Đây, em quay đằng sau. Em quay phía cốp đằng sau các bác này. Cốp này nó là cốp thông minh các bác nhé. Các bác chỉ cần đá cốp thôi là nó xuống rồi. Nhưng hiện tại đang nổ máy thì cảm biến nó không thích hợp để nó chế độ an toàn đó. Khi nào tắt máy đi thì các bác đưa chân vào nó mới khóa được. Em quay khoang để đồ cho các bác. Rất đẹp. Bên em đang chào bán 558 triệu các bác nhé. Rất mong được phục vụ các bác. Xin chào, hẹn gặp lại các bác. Mong các bác ủng hộ kênh cho em. Cứ có xe mới thì em sẽ đăng lên. Thật ra chiếc xe này thì lâu lắm rồi bên em có chiếc xe này. Và chế độ bảo hành thì vẫn là 120.000 km. Vì cái điều kiện là đến trước. Em xin quay phía ngoài một lần nữa cho các bác xem. Rất đẹp các bạn. Xe còn rất là mới. Em mời các bác qua 378 Ngô Gia Tự các bác nhé. Các bác rất thuận tiện cho khách hàng nào mà lần đầu tiên mà đi mua xe để cứng tay lái chẳng hạn, thì các bác không phải suy nghĩ nữa. Tại vì chiếc xe này thứ nhất là rất an toàn. Cái thứ hai là các bác mua giá này thì cũng không còn lỗ nhiều nữa rồi. Cảm ơn các bác, xin hẹn gặp lại. Em xin chào tạm biệt.